Hé lộ danh tính và chân dung nghi phạm ra tay nữ chủ shop quần áo ở Bắc Giang. Cơ quan công an huyện Tân Yên, Bắc Giang phát thông báo truy tìm đối tượng gây án là Phạm Thị Hà, sinh năm 1984, trú tại tổ dân phố Cầu Thượng, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên. Ngày 11 tháng 4, thông tin nhanh với phóng viên, một cán bộ điều tra phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Bắc Giang cho biết đang phối hợp với công an huyện Tân Yên điều tra, làm rõ vụ án mạng vừa xảy ra trên địa bàn huyện này vào đêm ngày 11 tháng 4. Cụ thể, nữ chủ shop quần áo có địa chỉ tại tổ dân phố Cầu Thượng, thị trấn Nhã Nam, bị đối tượng Phạm Thị Hà dùng hung khí tấn công và gây án. Sau khi gây án, nghi phạm bỏ trốn khỏi hiện trường. Thông tin thêm với phóng viên, lãnh đạo địa phương cho biết danh tính nạn nhân tên DTTM, sinh năm 1997, trú tại tổ dân phố Cầu Thượng, thị trấn Nhã Nam. Theo vị cán bộ điều tra, đến 23 giờ 25 đêm cùng ngày, lực lượng công an vẫn đang khám nghiệm hiện trường, đồng thời truy bắt hung thủ gây án. Theo một số người dân sống cùng tổ dân phố trên, nguyên nhân dẫn đến việc nữ chủ shop quần áo bị ra tay là do mâu thuẫn cá nhân. Theo đó, giữa nghi phạm Phạm Thị Hà và nạn nhân trong quá trình nhắn tin mua quần áo trên mạng xã hội đã xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, nghi phạm đã đến ra tay với chủ shop quần áo. Về thông tin nghi phạm có biểu hiện tâm thần, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị trấn Nhã Nam cho biết nghi phạm Phạm Thị Hà là người lao động tự do không có nghề nghiệp ổn định. Nghi phạm chưa lập gia đình, không nằm trong danh sách quản lý người có biểu hiện bất thường về tâm thần tại địa phương. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức đáng chú ý trong cuộc sống. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.